Qua Nam Đùm Bèo Pro tương truyền rằng trong giang hồ, ai lãnh hội được bí kíp tuyệt học này sẽ giành trấn võ lâm bởi độ sexy mông cồng ngực ưỡn mặt phiêu phiêu. Tuyệt học thất truyền ngàn năm đã tái hiện trong THL thôn trang. Nếu thường xuyên luyện tập sẽ đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, mềm mại khoan thai, điệu đà quyến rũ, khinh công tuyệt thế không kẻ thù nào bám đuổi nổi. Xin chào chị. Ô, chị nè. Dạ. Đang đi tập nữa hả? Dạ, hôm nay là buổi đầu tiên mà. Hả? Trời ơi. Cha mẹ đúng là xinh khéo ghê. Eo đẹp nữa thì còn đi tập nó xuyên thê luôn. Cảm ơn chị. Trời ơi, em thích body như chị cơ, nhưng mà không biết thích bao lâu cũng được đúng không? Rồi em cứ tập thời gian đi, đảm bảo người em cũng sẽ còn đẹp hơn chị nữa đó. Xuyên quá trời. Em thích chị. Ủa chị tập lâu chưa? Cũng là... À hôm nay hả? Dạ. Mới à, em thì mới vô mình gặp em á. Dạ. Em đang tính tập xong đi bộ chắc em không biết chuyển sang tập gì á chị? Chị có thể tư vấn cho em được không ạ? Thì em đi tập cơ đi. Tuần tập 4 buổi, 2 buổi còn lại phải có gì ở môn phòng tập cardio. Dạ. Thời gian thì em đẹp rồi. Dạ. Thôi vậy tập đi. Ngày mai PT chị em của chị chỉ xin là tập đùi đó chị. À, tập đùi cho mông đùi to đúng không? Dạ. Bây giờ mông đùi to là mốt rồi nha. Gặp cái chuyện nó thấy ghê. Nhưng mà nó mắc cười lắm. Kể Thanh nghe. Ê chà, một cô gái đẹp sexy trong phòng ta thế này, bao nhiêu ánh mắt mang tươi nuốt sống, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Anh tên gì vậy? Em ở đâu? Cho anh xin chút thông tin đi để anh ghi vô sổ hoài. Anh nhìn thấy body của em cũng đẹp, không biết anh tập bao lâu rồi. Thank you.
đi tập đi. Ừ, vậy mới qua tập nè. Đi đây. Nói chị nghe, cái ông phòng này nè, mới là vô duyên, mới là sự. Bởi vậy, đừng có đập ở đây nữa. Thôi, em với chị vô mình thể là online họp đi, giờ cũng trễ rồi. Ừ, ok. Lại là thằng quỷ nhỏ này nữa. Theo tình hình này thì rõ ràng giữa Lâm Gia và Luân phải có một mối thâm thù đại hận rồi. Mọi chuyện là thế này. Chú ơi, cho con đăng ký tập đại đi chú. Bạn của anh hàng xóm ở nhà con nói hôm nay tập tốt lắm, con tới đây đăng ký. Chú ơi, từ 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 từ. Chú ơi, lẹ đi chú, con đang gấp lắm. Rồi 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 rồi, muốn gì vậy gì? Sao? Đăng ký vô tập. Nãy giờ có tập chưa? Có, tập lâu lắm rồi, mới tập được 3 ngày đó. Rồi rồi rồi, đưa tiền này 200 ngàn tháng. Nè, khỏi thối luôn, bò luôn. Rồi vô chổng tập đi. Sao mày nói mày tên gì? Mẹ hả? Ừ, tên Luân. Luân hả? Ừ. Ê, nãy mày thấy gì chổng không? Tôi đang ngồi tính lại á. Không anh, hồi nãy em bị lấy tay mà em làm gì thấy. Đâu có thấy cái bạn em tính của anh đâu. Gì mày nói mày không thấy? Thì em không có thấy bà đó. Đang tập gì? Em tập vai anh. Mấy cái này ngoài tập vai còn tập được gì nữa không anh? Tập đùi. Lẽ ra cái máy này của tao á, ở đây là tập đùi chứ không phải để tập vai. Cho nên tao thấy mày chướng mắt quá. Ra đây đi. Bây giờ tôi tập cho mày coi. Đi ngay ra, đi ngay ra. Hạ xíu đi thôi. Được không? Cảm ơn anh nha. Ê, khoan, tập được lâu rồi? Em hả? Ờ, tập được 3 ngày rồi. Mấy tuổi? Em năm nay 17 tuổi. 17 tuổi. Mày tập kiếm mày lùng. Thôi, bây giờ mày tập cho tao tay, vai. Tại sao? Biết lùng hả anh? Ừ, đúng rồi, đừng tập. Còn nhỏ, tập không lớn nổi đâu. Chúng ta nhớ nha. Dạ. Đừng đọc nè. Cảm ơn anh nha. Ừ, ừ, ừ. Mày quá. Ê, Lưng, Lưng. Sao tao nhớ đẹp mày? Ừ. Hả? Nè, nhớ này nè, nhớ này quen này, nước ngoài luôn mày. Người mẫu á. Ừ. Ủa, quên, quên, xin lỗi. Tập đi, tập đi. Nói cho mày coi sao. Ây da. Được không? Tao làm cái gì vậy? Chỗ người ta đang tập. Đưa cái hình gì vậy? Xin lỗi. Mày mới tập bài gì vậy? Ê, ép ngực của người ta. Người ta đang tập, tự nhiên anh đưa mấy cái hình bậy bạ vô đây. Mới tập có mấy ngày ép ngực. Người ta chỉ cho. Ta đẩy ngực trước, ép ngực. Đi đi đi. Cái bài của mày á, nếu mà tập đúng á, là ta phải tập như vậy nè. Tao chỉnh đi cái bài này trước. Đó là cái bài là ép ngực. Nhưng mà đối với người ta tập lâu rồi thì mới tập thì phải tập như vậy nè. Đẩy ngực. Mới tập có mấy ngày. Mấy ngày chỉ là giỡn ai thôi chú. Ở đây tập 3 năm rồi nè. Chú á, lớn rồi, 30 mấy tuổi, không lo tập tành cho nó đàng hoàng. Suốt ngày chỉ biết coi hình mê gái. Riết mọi người, chỉ còn có một khúc xíu à. Đúng là con nít không biết gì. Miệng còn hôi sữa, ý mũi chưa có sạch. Gái mê mê gì? Đó, mà thấy tôi kể chưa? Ghê chưa? Trời ơi, ghê dữ hả? Da gì ghê dữ? Chả ghê gì, tỏ ra không hết giờ. Không hết sao được?
còn không chịu nữa, dê quá trời, ai mà chịu. Đúng rồi, chị chỉ chịu cái anh giữ xe thôi, anh giữ xe thôi. Thôi, em đừng nhắc tới ổng nữa. Nhắc tới ổng bây giờ chị còn thấy ghê nữa là nhà ổng mà chị thay 80 triệu đồ chưa quay hết mùi nữa. Ra đi tập mà còn kẹp tỏi vô nách nữa. Thì bà ấy kinh khủng, bà thấy ghê chưa? Vui không? Đi tập kẹp tỏi. Trời, buồn cười ghê. Thôi, lúc nào ghê để tao lượm cho. Con nít thằng nồi chỗ tao tập vừa vô để 8 triệu nè. Tài tá. Hamacon xuất chiêu chánh phái, hai khẩu thần công đại pháo sẽ chinh phục tất cả mỹ nữ trong thiên hạ bởi những đường gần mạnh mẽ và tiếng hét tựa hổ gầm chốn rừng thiên. Hay quá, có em cầm cho anh hai cục tải vô đây ngay. Ủa nhanh lên, có hai cục nhóm một xíu mà cầm nổi. Trời ơi, con gái á, mắc lên con gái nè. Sao? Con gái tập cho tính vô rồi tính thương nha. Ê, nói chuyện cho đàng hoàng nha em. Đối với anh á, riêng là số 1 nha. Gái như em chỉ là phù du thôi. Bị sao không? Dạ em không sao anh ơi. Ủa? Anh Duy hả? My hả? Dạ. Em cũng tập ở đây nữa hả? Dạ em mới tập thôi anh. Trời mà thấy nãy cái gì em la lớn quá vậy, có bị gì không vậy? Dạ em tập như cục tạ nó rơi vào chân thôi. Mà có sao không? Dạ không sao đâu. Ủa mà em tập lâu chưa? Em mới tập thôi anh. Anh tập đây lâu chưa ạ? Anh tập lâu rồi. Vậy dạ. Thì có cái gì á mà em không hiểu em cứ hỏi anh. Dạ. Anh là quản lý ở phòng này. Dạ. Vậy em không sao thiệt phải không? Dạ không. Vậy sao? Thôi em nghỉ ngơi đi nha. Anh tập tiếp nha. Đời ta không thể vắng xa, viên chính là nào điên lý sức mạnh để chẳng thua ai, không gánh tay chẳng thắng sự sống bạn ơi. Nó tập tay nó sẽ mỏi dã man luôn. Trời nắng kinh khủng luôn. Anh Duy ơi, em đi về trước nha. Ủa, trời cũng sớm mà em tập xong rồi hả? Dạ, tại vì hôm nay cuối tuần mà em cũng phải đi chơi nữa chứ. Ôi trời ơi, em quên bữa nay cuối tuần nữa. Dạ. À, tính ra anh có rảnh không ạ? Ừ, hôm nay hả? Dạ. Hôm nay em cũng rảnh. Dạ. À, vậy tính ra anh đi chơi với em được không? Tại vì mình đi chơi chỉ đi có một mình thôi. Ừ. Vậy thì khoảng mấy giờ vậy em? Khoảng 5 giờ nha. Khoảng 5 giờ hả? Thì bây giờ mới có 4 giờ rưỡi thôi. Em chờ anh nửa tiếng được không? Nhưng mà mình gặp nhau đâu em? À dạ, tại vì em còn thay đồ anh, nên là em xuống dưới đợi anh nha. À, vậy được rồi. Thì nửa tiếng nữa anh sẽ gặp em ở dưới. Nhưng mà nhớ, mặc đồ đẹp nha. Trai xuyên, chỉ thích cái đẹp mà thôi. Ê
Anh yêu em một tình yêu tha thiết si mê, dù rằng đường đi phía trước còn lắm trong gai, ngàn năm anh không đổi thay, yêu em yêu mãi mãi vì là dreamer. Anh ơi, anh ăn gì vậy? Ăn cái gì cũng được mà em. Em gọi đi. Cảm ơn em. Anh ơi, cho em hai tay chiên, chút chiên bơm với là gà chiên tay nha. Em ăn cái nước đi em. Dạ. Đồ ăn tới luôn rồi kìa em ơi. Dìm sống vui tươi, thích tập tạ cho săn chắc body, thường ăn những món trứng luộc thịt cá hấp. Nhưng mà giờ mỡ thôi chia tay, suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá. Đi chơi với ông kia với bà, cái ông mà hôm trước trả tiền cà phê cho mình đó, bà nhớ không? Rồi sao? Kể nghe ơi. Ông tên là Duy, hôm nay tôi có đi chơi với ông bà nhưng mà bực bội lắm, tôi tính gọi điện kể với bà nghe nè. Trời ơi, mày hay quá ha, bạn bè chơi với nhau bao lâu mày tính giấu thôi mày? Có đâu, xin lỗi mà, nhưng mà thôi em đi để nghe tôi kể nè. Trời ơi, bực lắm. Rồi sao, bỏ bỏ mày hay gì? Không bà ơi, biết sao không? Người đâu á đi chơi á mà ăn uống khó tính đã vậy hả? Đi suốt buổi mà cứ tập gym cái kiểu, nói chung là rất là khó chịu luôn. Mà tao thấy mấy cha này cũng ngộ rồi ơi. Vậy sao chịu nổi? Bà biết sao không? Lúc đầu á, tôi thấy ông đi mô tô á, tưởng cũng ngon lành lắm chứ mà đi chơi rồi mới biết mệt mỏi lắm. Ủa? Ông đi mô tô hả mày? Trời, được á. Ê, hay là mày làm may tao đi. Trời ơi, gì vậy má? Thôi. Trời ơi, cái gì ăn cái gì cúng má ơi. Ê, mà có thiệt là mô tô của ổng không đó mày, hay là trả mượn của ai? Mô tô của ổng mà, hôm trước ổng có đưa giấy tờ tao xem rồi, tên của ổng, mô tô của ổng đó. Kiểm chứng cái gì? Trời ơi, đàn ông trai vợ hả, không có tin được đâu á nha, nó nói xạo rồi hả, sao biết được. Thôi má ơi, má khó tính quá à. Thôi tôi đi tắm nha. À, đừng có lăng tăng nha. Thôi nha. Thank you.
Sau một bữa ăn, đã cảm thấy bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ, tính cách. Cô bé Mimi xem ra còn quá trẻ và có những suy nghĩ đơn giản về cuộc sống. Cô ấy đến gym, nhưng gym không nằm trong tâm cô ấy. Liệu cô ta có đủ sức để khám phá thế giới mới này không? Phần anh chàng Duy Nguyễn tính cách là sao? Qua 3 tập phim, chúng ta vẫn chưa thể xác định được. Mỗi yếu tố bất ngờ sẽ nằm trong tập 4 khi mà các nhân vật phần nào lộ rõ tính cách của mình hơn. Đời sống gymmer muôn màu, nhưng tốt lên cốt cách, giản dị, xoay quanh anh chàng Duy và những người bạn của anh ấy. Trai gym tôi dễ yêu sẽ tiếp tục phát họa chân thật đời sống của những người bạn gymmer.